Có anh kia đi ngoài đường, tay cứ gãi gãi cái nón bảo hiểm đội trên đầu. Có người thấy thế và thắc mắc hỏi: "Anh làm gì vậy?" "Tao gãi đầu." "Ơ, sao anh không gỡ cái mũ ra để mà gãi?" "Ơ cái thằng này, thế mày ngứa đít, mày có cởi quần ra mà gãi không?" Sếp chở cô thư ký trẻ đi chơi trên chiếc xe ô tô đời mới, nhưng đột nhiên xe bị hỏng máy. Ông ta nghĩ, trên cương vị là sếp thì mình sẽ gọi ngay nhân viên cứu hộ, nhưng là một người đàn ông thì mình sẽ phải tự sửa chữa. Ông ta bước ra và chui xuống gầm xe. Trong khi đó, cô thư ký nghĩ bụng, với tư cách là một người phụ nữ, mình cần ngồi yên ở trên xe. Nhưng ở vị trí của một cô thư ký, mình phải ở bên cạnh sếp. Cô lập tức bước ra và chui vào gầm xe. Nửa tiếng sau, một người đàn ông đi ngang qua. Ông ta nghĩ, như một người lịch sự, mình không nên làm phiền. Nhưng là một công dân, mình cần phải báo cho đôi này biết rằng chiếc xe của họ đã bị mất từ đời nào rồi còn đâu. Nghe tin vợ sinh con, chồng vội vã đến bệnh viện. Cô y tá mang tới một đứa bé da đen thui. Cô ngại ngùng và nói: "Xin hãy bình tĩnh, da cháu bé không được trắng như da của ông." Ông chồng trấn an ngay: "Đây là chuyện bình thường, vợ tôi vẫn có thói quen để mọi thứ cháy khét như vậy đấy." Cô giáo dặn học sinh: "Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khỏe." Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật. "Tuấn, em mang gì tới?" "Thưa cô, em mang băng gạc, dùng để băng vết thương ạ." "Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào?" "Thưa cô, em mang lọ y te, dùng để rửa sạch vết thương ạ." "Thế còn Tí, em mang cái gì kia?" "Dạ, bình oxy ạ." "Em lấy ở đâu ra vậy?" "Dạ, của bà em." "Thế bà nói gì khi em mang bình oxy đi?" "Dạ, bà chỉ thở dài và phều phào nói, không được mang đi." Đạo diễn Mỹ đang quay một bộ phim hành động. Đã mệt nhưng ông ta vẫn cố gắng làm việc. Ông nói với chàng diễn viên đóng vai chính: "Anh phải nhảy từ nóc ngôi nhà này xuống đường." Đứng từ trên lầu nhìn xuống, anh chàng nhăn mặt: "Làm sao có thể nhảy được? Căn nhà này có những 3 tầng. Nếu nhảy có thể mất mạng đấy." Đạo diễn xua tay: "Có sao đâu, cảnh này là cảnh cuối cùng rồi." Có hai con chuột cái gặp nhau. Một con nói: "Tớ đang yêu cậu ạ." "Thế cậu có mang hình của anh ta theo không? Cho mình xem đi." Con chuột nọ bèn lấy ảnh của bạn trai ra để khoe. "Trời, không thể như thế được. Đó là một con rơi mà." "Cái gì? Tên lừa đảo. Thế mà hắn dám nói với tớ, hắn làm phi công." Người đàn ông cùng với một cô gái vào dịch vụ massage xông hơi. Người phục vụ không chịu cho họ tắm chung một phòng. Ông khách nài nỉ: "Nhưng đây là vợ tôi mà." "Ái chà, vợ ông sạch sẽ quá đấy. Ngày hôm nay cô ấy đã tắm ở đây đến lần thứ 4 rồi đấy." Cả quán cà phê có mỗi tôi với cô chủ quán đang cho con bú. Thằng bé không chịu bú, nó cứ ưỡn người lên và khóc. Cô ta dọa thằng bé 2-3 lần: "Con mà không bú, mẹ cho chú này bú hết nhé." Đang định đi về, nghe thấy vậy, tôi lại gọi thêm một cốc cà phê nữa. Sau khi uống hết cốc thứ hai, cũng là lúc hết chuyển động 24 giờ buổi trưa. Tôi đành đứng dậy, gãi đầu và nói: "Em hỏi lại cháu lần nữa đi, xem đã quyết định chưa? Anh chờ lâu quá." Sau khi cắt tóc xong, anh chàng nói với chủ cửa hiệu: "Anh cạo râu cho luôn đi, nhưng phải thật nhẵn đấy nhé." "Được thôi, chỉ cần anh ngậm quả bóng bàn này vào miệng, phùng má lên để cho tôi có thể thực hiện được những đường cạo nghệ thuật và chính xác."
Quả bóng bàn khiến cho việc cạo râu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Giữa chừng, anh chàng bắt chuyện. Nhưng mà này, quả bóng nó nhỏ thế, nhỡ đâu tôi nuốt mất thì biết phải làm sao? Chủ quán mỉm cười và trả lời: thì ngày mai anh lại mang nó đến trả cho tôi. Như những người khách hàng trước đây, họ vẫn làm như vậy thôi mà. Trước khi nhắm mắt, dứt khoát phải có cho bằng được tấm bằng luật sư. Một cụ già ốm rất nặng, sắp từ giã cõi đời. Ông nói với luật sư của mình: tôi có một mong ước cuối cùng. Ông hãy làm sao để cho tôi có được một tấm bằng luật sư trước khi tôi nhắm mắt. Hãy làm cách nào nhanh nhất, chi phí không thành vấn đề. Dù thấy rất khó hiểu, nhưng luật sư vẫn không từ chối. Khá đắt đấy cụ ạ, à, 50.000 đô. Một ngày sau, tấm bằng đã được trao cho người bệnh. Cầm tấm bằng trong tay, cụ già tỏ ra mãn nguyện lắm. Và rõ ràng là cụ đang sắp phải ra đi. Vì vẫn tò mò, vị luật sư không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Ông bèn hỏi cụ già: hãy cho tôi biết vì sao trước khi nhắm mắt cụ vẫn tha thiết để có được một cái mảnh bằng luật sư kia. Sau khi gắng gượng hết sức tàn của mình, cụ già thều thào nói: thế là trên đời này lại bớt đi một thằng luật sư. Có một tên trộm nửa đêm đi ăn cắp. Sau khi khoét vách, chui vào được trong một ngôi nhà, hắn vô cùng thất vọng khi thấy nhà ấy nghèo quá. Sục sạo một lượt mà chẳng thấy có cái gì đáng lấy cả. Hắn liền đàng hoàng mở cửa chính rồi đi ra khỏi nhà. Chủ nhà đang ngủ trên giường chợt tỉnh dậy, nhìn thấy và bèn gọi: này, chú mày phải đóng cửa lại cho ta chứ. Tên trộm đang cáu vì mất công mà chả sơ múi được gì, lại còn bị chủ nhà gọi với giọng hách dịch. Hắn bèn tức khí và nói: sao ông lười thế? Chẳng trách nhà ông chả có cái quái gì. Anh nhà nghèo quát ầm lên: mày nói hay nhỉ, tao chăm chỉ sắm được mọi thứ để cho mày đến đây ăn trộm mà. Cô vợ bị bỏng nặng phải ghép da mặt. Anh chồng tình nguyện cho cô mảng da ở mông của mình. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, người vợ xúc động nói với chồng: anh yêu, cảm ơn anh biết bao vì những gì anh đã dành cho em. Ồ, có đáng gì đâu. Và lại, thấy mẹ của em hôn lên má em, như vậy là anh mãn nguyện lắm rồi. Hai bố con đi cắm trại. Nửa đêm, ông bố giục người con: dậy đi con. Gì vậy bố? Con ngước nhìn xem, con có thấy gì không? Dạ, là những vì sao trên trời ạ. Thế con có biết chúng có ý nghĩa gì không? Dạ, như tình yêu của bố dành cho con ạ. Trời ạ, thằng ngu, không phải như vậy. Có cái thằng nào đó, nó đã ăn trộm mất cái lều của chúng ta rồi. Điện thoại reo vang tại đồn cảnh sát. Thưa cảnh sát, một người tên là Tôm, nhà số 7, phố Tu Viện, đang cất giữ ma túy ở trong đống củi nhà anh ta. Vâng, chúng tôi sẽ đến ngay. Các nhân viên cảnh sát đến nhà Tôm, lục soát khắp nhà, chẻ từng khúc củi, nhưng không tìm thấy ma túy. Khi bọn họ đã ra về, điện thoại lại reo vang tại nhà của Tôm. Thế nào Tôm, họ đã chẻ củi cho anh chưa? Rồi, tốt lắm. Bây giờ anh gọi họ tới nhà tôi nhé. Tôi đang cần xới lại khu vườn một chút. Một chàng cao bồi lần đầu tiên đến New York và nhìn thấy một chiếc máy xem bói. Trông nó giống như một cái tủ điện thoại công cộng. Anh ta vào cabin và thả đồng xu vào. Ngay lập tức, cái máy in ra cho anh một tờ giấy có nội dung như sau. Anh tên là Jobin, cao 1,85m và nặng 105kg. Anh 23 tuổi và chuẩn bị đi chuyến tàu 8:30. Anh sắp có một cái hạn lớn. Anh chàng nọ còn đang kinh ngạc thì một người đàn ông da đỏ bước đến. Ông ta cũng quả quyết rằng cái trò này là không thể tin được. Hai vị khách thử trao đổi mũ
và quần áo cho nhau để đánh lừa cái máy. Robin lại đặt một đồng xu và đứng vào cabin. Anh chờ một lát, lại có một tờ giấy được in ra với nội dung như sau. Anh vẫn là Robin, cao 1,85m, nặng 105kg và 23 tuổi. Nhưng hiện nay, anh đã lỡ chuyến tàu 8 giờ 30 phút. Anh bị mất bộ quần áo cùng ví tiền và một khẩu súng Zulu. Anh đã bị lây bệnh ghẻ của hắn kia rồi. Khách mua nói với chủ chiếc xe Cadillac. Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy bà định giá chiếc xe có $50, trong khi có thể bán nó đắt hơn nhiều. Tôi biết trước kia chồng tôi đã phải trả $35,000 để mua nó. Tại sao bà lại bán nó theo cái kiểu cho không như vậy? Vì chồng tôi để lại di chúc là sẽ cho cô thư ký toàn bộ số tiền sau khi bán chiếc xe này. Đang dò xem kết quả điểm thi hết môn học tại chức của mình, người cha chợt reo lên. Ồ, qua rồi. Đứa con đang học lớp 2 đứng bên cạnh và nó hỏi bố. Bố ơi, bố được mấy điểm? Mà con thấy bố mừng quá vậy. À, 5 điểm con à. Nhưng điểm mấy là cao nhất ạ? Là 10 điểm. Vậy mà bố cũng mừng. Sao hôm qua con được 8 điểm môn toán mà bố lại mắng con? Hùng chạy sòng sọc vào trong lớp và thở hổn hển. Chúng mày biết không, nàng đi tìm tao, rồi nàng ôm chầm lấy tao, nàng sờ lên ngực tao, rồi nàng sờ xuống túi quần của tao, rồi nàng làm sao hả? Cả bọn háo hức. Rồi nàng gắt lên. Thôi thôi, anh cho em xin nốt số tiền của anh nợ em đi. Mẹ nói chuyện với con trai về nàng dâu. Này Bobby, con vợ mày ngày xưa nói năng cộc lốc, nhanh như máy nổ. Dạ, hồi đó nhà con nó còn trực ở tổng đài trả lời miễn phí nên có bị nhiễm đôi chút bất nhã, mẹ bỏ qua cho. Nhưng bây giờ thì nó còn tệ hơn, phải cậy miệng nó mới nói được một tiếng, mà lại còn ẻ à chậm chạp. Vâng, mẹ ơi, dạo này cô ấy chuyển sang tổng đài tư vấn có tính cước rồi. Có hai thợ mộc nọ nhận sửa mái chuồng gia súc cho một nông trại. Hai người đang làm việc thì chiếc hộp đồ rỗng của họ rơi trượt xuống và đẩy ngã chiếc thang. Lúc đó còn khá sớm nên họ quyết định cứ tiếp tục công việc vì nghĩ rằng có thể ai đó sẽ dựng lại cái thang dùm cho họ. Tới sẩm tối hai người mới xong việc nhưng vẫn không thấy ai đi ngang qua. Họ đi vòng quanh để xem xét và quyết định chỉ có mỗi một cách, đó là nhảy xuống cái đống phân chuồng đang ủ ở bên trái nhà là ít nguy hiểm hơn cả. Một người xung phong. Để tớ nhảy trước, nếu có bề gì thì cậu còn biết đường mà đề phòng. Một tiếng thụp vang lên. Anh chàng ở trên mái nhà gọi xuống, có vẻ lo lắng. Này, cậu không sao đấy chứ? Phân ngập đến đâu hả? Người ở dưới gào lên. Ổn cả, tớ chỉ bị ngập đến mắt cá chân thôi. Cậu nhảy xuống đi. Anh chàng trên mái nhà lao xuống và phân ngập sâu đến tận cổ. Anh ta quay sang than phiền với bạn. Thế mà cậu bảo chỉ ngập tới mắt cá chân cậu. Phải, anh chàng kia đáp. Nhưng mà tớ nhảy cắm đầu. Câu chuyện sự lắt léo của ngôn ngữ. Một người đàn ông bước vào quán rượu. Người phục vụ chạy lại kéo ghế mời ông ta ngồi và hỏi. Thưa ngài, ngài muốn gì ạ? À? Tôi muốn gì ư? Một căn nhà lớn, nhiều tiền và một người vợ đẹp. Không phải thế. Ý của tôi là ông khao khát cái gì? Tôi khao khát cái gì ư? Có một tòa lâu đài, trở thành triệu phú và có một cô vợ nhan sắc cỡ hoa hậu. Ông lại hiểu sai ý tôi rồi. Ý của tôi là điều ông muốn là gì? Tôi thích con trai hơn, nhưng con gái cũng tuyệt, chỉ cần nó khỏe mạnh là được. Anh bồi bàn bực mình. Cái của tôi đang hỏi là ông muốn uống cái gì? Sao cậu không nói ngay như thế từ đầu? Thế cậu có cái gì? Thật lòng thì chẳng có cái gì cả.
tôi không kiếm được nhiều tiền. Lại còn cả ngày phải luẩn quẩn trong cái quán rượu này để làm việc. Cô chủ và ông khách đang ngủ thân mật thì Ô Xin hớt hải chạy lên gõ cửa phòng. Cô ơi, nguy rồi, cậu chủ về đột xuất, đang lên cầu thang đây này. Bình tĩnh đi nào, thế này nhé, hãy nhận với cậu chủ rằng người đàn ông này tới thăm mày, được không? Chết chửa, nói như thế thì cậu ấy lại càng điên tiết lên ấy chứ. Trong một vụ kiện, thẩm phán nhận tiền đút lót của cả hai bên, đó là bên nguyên và bên bị. Có người biết chuyện, bèn hỏi: làm quan tòa mà nhận đút lót thì còn gì là công bằng trong xét xử nữa? Ồ hay, ông không thấy ư? Nếu nhận của một bên thì mới là thiên vị, không công bằng chứ. Đằng này tôi nhận của cả hai bên mà. Sau khi bị đụng xe, nạn nhân ngồi bật dậy và quát vào mặt kẻ đã gây tai nạn cho mình: này, anh đi đứng kiểu gì vậy? Làm hỏng hết cả cái hàm răng giả của tôi rồi. Anh có biết tôi phải trả bao nhiêu tiền để có nó không? Được rồi, tôi nghĩ rằng tôi có thể bồi thường được cho anh. Nói xong, kẻ gây tai nạn lôi ra một chiếc hộp chứa đầy những hàm răng giả. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, nạn nhân cũng tìm được một hàm răng vừa khít. Thật tuyệt vời, làm thế nào mà anh có nhiều hàm răng giả vậy? Anh là nha sĩ hả? Ồ không, tôi chuyên đi bốc mộ. Trong bệnh viện tâm thần, các bác sĩ quyết định làm một cuộc điều tra để xem bệnh nhân nào có thể ra viện được. Các câu hỏi đưa ra rất đơn giản, như là mắt ở đâu, mồm ở đâu, mũi ở đâu, vân vân. Nhưng không có bệnh nhân nào trả lời được chính xác. Cứ hỏi mắt thì lại chỉ vào mồm, hỏi mồm thì lại chỉ vào tai. Duy nhất có một bệnh nhân đang ngủ, bác sĩ dựng dậy và hỏi anh ta: mồm đâu? Anh chàng ngáp một cái rõ to. Mắt đâu? Anh lại đưa tay lên dụi mắt. Lập tức bác sĩ viết cho anh ta một tờ giấy ra viện. Lúc đó các bệnh nhân khác xúm lại để hỏi bí quyết của anh chàng nọ. Anh chàng lấy làm phấn khởi, anh ta vỗ đét một cái vào mông của mình rồi trả lời: các cậu phải biết suy nghĩ bằng cái đầu của mình đi chứ. Một người bị đau bụng mà không thể đi đại tiện được, bèn đến gặp thầy lang để nhờ chữa trị. Anh ta hứa với thầy lang là khi nào được chữa khỏi thì sẽ mời ông một bữa thịnh soạn. Thầy lang tin lời và bốc thuốc cho anh ta. Sau mấy ngày uống thuốc thì anh này đã khỏi bệnh và đi đại tiện được bình thường. Nhưng vì anh ta có tính ki bo, anh ta muốn nuốt lời về bữa cơm. Chính vì vậy mà khi nào ông thầy lang hỏi thì anh ta toàn nói là anh ta chưa khỏi bệnh. Ông thầy lang thì cũng đoán được là anh ta đang nói dối, cho nên ông ta bực lắm. Ông ta quyết định rình để bắt quả tang. Một lần thấy anh ta đi ra đồng để đại tiện, ông thầy lang liền bám theo. Khi anh này vừa đi xong, đang kéo quần lên thì ngay lập tức ông thầy lang từ trong bụi cây chạy ra, một tay nắm lấy tay anh ta, một tay ông thầy lang chỉ vào đống phân. Rồi ông ta quát: anh thật là kẻ tham lam cháo trở, đã đi được một đống thù lù như thế này, sao còn chưa mời tôi ăn hả? Chàng trai nọ chạy thục mạng để đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách, nhưng chiếc xe đổ dốc rất nhanh. Dừng lại đi! Một người hành khách tốt bụng thò đầu ra cửa sổ và hét lớn với anh chàng: cậu không đuổi kịp nó đâu, đợi đến chuyến sau vậy. Nhất định cháu phải đuổi kịp ạ. Chàng trai trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc: vì cháu là tài xế của cái xe này mà. Để chữa bệnh béo phì, bác sĩ kê đơn cho Robbie 6 viên thuốc, mỗi tối uống một viên. Đêm đầu tiên sau khi uống thuốc, Robbie mơ thấy mình bị đắm tàu và dạt vào một đảo hoang. Ở trên ấy có một cô gái da màu tuyệt đẹp. Anh rượt theo cô ta khắp đảo nhưng không thể nào bắt kịp. Thức dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Cuộc rượt đuổi lại diễn ra trong những đêm kế tiếp. Kết quả, anh ta sụt được 25 kg. Bạn của Robbie là Bro,
thấy như vậy cũng đến để chữa bệnh. Nhưng sau khi uống viên thuốc đầu tiên, Brow lại có một giấc mơ khác. Anh ta cũng lạc vào đảo hoang, nhưng không có cô gái da màu nào cả. Thay vào đó là một đám thổ dân hung dữ đuổi theo anh ta và đòi giết anh ta. Rồi cứ như thế, anh ta cũng sụt được 25 kg. Brow hỏi bác sĩ là tại sao Robby lại có những giấc mơ nhiều hứng thú như vậy, trong khi đó bản thân mình lại có những giấc mơ thật là đáng sợ như vậy. Ông bác sĩ mỉm cười. Có gì đâu, Robby đến gặp tôi tại phòng mạch tư và trả bằng tiền mặt. Còn anh thì đến bệnh viện với thẻ bảo hiểm y tế. Tiền nào của nấy thôi. Ở trong siêu thị, ông nọ đến gần một cô gái trẻ đẹp, lễ độ và nói nhỏ với cô ta. Xin lỗi cô, vợ tôi đang bị lạc đâu đó. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau ít phút được không? Việc ông bà lạc nhau thì liên quan gì đến tôi? Cô gái cau mày thắc mắc. Không, là thế này. Mỗi khi tôi đứng với một cô gái trẻ đẹp nào đó, thì bà nhà tôi xuất hiện ngay lập tức. Giám đốc hỏi cô thư ký. Bút của tôi đâu rồi? Ở trên tay ngài đấy thôi. Thế không thấy tôi đang bận à? Cô có thể nói chính xác là nó ở tay bên nào được không? Lá thư của anh gửi em trai nhập ngũ. Thấm thoát đã 6 tháng kể từ ngày em nhập ngũ, anh mới biên bức thư này cho em. Em có khỏe không? Vẫn học tập và rèn luyện tốt chứ? Anh và ba mẹ đều khỏe. Ba đã cai được tật nghiện rượu. Bây giờ một năm ông chỉ uống có 2 lần, vào các dịp quan trọng. Mỗi lần uống 6 tháng, còn tuyệt nhiên ai mời cũng không bén một giọt. Mẹ cũng đã cai được thuốc lá kể từ sau cái lần tàn thuốc nó làm cháy cái chuồng gà trọi của em. Ba con bị thiêu chết, nhưng anh cũng kịp cứu cái con gà mà em cưng nhất. Con gà nó khỏe lắm. Lúc ba cắt cổ nó để mừng đám cháy không ảnh hưởng nghiêm trọng tới gian nhà chính, nó dẫy như điên, đạp đổ cả bát tiết. Vì em đang ở xa nên anh được cả 2 cái đùi gà mà không ai giành tranh với anh cả. Tuy nhiên lông gà làm tắc cống ở nhà dưới, nước thải dành lên rồi nó tràn qua phòng em, làm hỏng đôi loa thùng, cuốn trôi toàn bộ giấy tờ tùy thân và sổ tiết kiệm của em. Cũng may ba mình nhanh trí nên đã bê được cái dàn máy vi tính của em ra ngoài. Sau đó ba kêu má ngâm nước xà bông và đánh bóng nó để nó đẹp đẽ y như lúc trước khi em đi. Còn nữa, nội vẫn nhắc em luôn. Tuy nội già rồi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Chỉ quên tên em đúng một lần, đó là lúc nội làm di chúc. Còn về phần anh, anh cũng đã tìm được công việc mới. Ngày đầu tiên đi làm, anh hồi hộp tới mức anh ủi cháy cái quần của cái bộ vest mà ba cho. Rồi anh chợt nhớ ra em cũng có cái quần mới y như vậy, nên anh đã cắt một miếng để vá vào quần của anh. Miếng vá khéo đến nỗi nếu như không nhìn kỹ sẽ không ai phát hiện ra được. À, suýt nữa anh quên, con bé nếp bồ của em vẫn qua thăm ba mẹ luôn. Con bé nó tốt lắm. Vì yêu em nên nó quyết định cưới anh để phụng dưỡng cho ba mẹ. Dự định tháng 7 âm này anh sẽ cử hành hôn lễ. Nếu em về dự được thì tốt quá. Thôi, thư cũng đã dài rồi, anh xin dừng bút ở đây. Thương em. Tái bút. Nếu em không nhận được thư này thì nhớ báo ngay cho anh biết, để anh biên lại thư khác cho em nhé. Và nếu như em có khó khăn gì, em cứ mạnh dạn nói với anh. Nếu không giúp được thì anh sẽ giúp. Thương em. Anh trai của em. Một chàng vớ phải cô vợ có cái tính hay ghen. Nghe tin bạn có bí quyết để triệt ghen, anh ta liền tìm đến để học hỏi. Không được việc gì cả. Không những thế, thậm chí cô vợ của anh còn đòi ly dị anh. Nên anh ta tìm đến người bạn để thắc mắc. Thế mày có giả vờ nói mê như tao bảo không? Có, tao nói y nguyên. Mày thử nhắc lại xem nào. Tao nói, Ngọc ạ, anh chỉ yêu mình em. Trời ạ, Ngọc là vợ tao. Thế chả nhẽ mày lại không biết thay tên của vợ tao bằng tên của vợ mày vào à? Có hai vợ chồng nhà nọ gây gổ và đánh lộn như cơm bữa.
Một buổi chiều ăn cơm xong, hai vợ chồng lại đánh nhau một trận tơi bời khói lửa. Buổi tối, người ta nghe thấy chị vợ thì thào trong bóng đêm: cái tay này hồi chiều đấm bà, xê ra. Cái chân này hồi chiều đá bà, xê ra. Cái mồm này hồi chiều cắn bà, chửi bà, xê ra. Còn cái này thì được, cái này hồi chiều chẳng làm gì với bà hết, được. Con voi đang tắm dưới sông, con kiến đứng ở trên bờ gọi: cậu kia, có giỏi bước lên đây. Con voi bước lên và hỏi: cậu định làm gì? Con kiến nói: thôi, cậu xuống tắm tiếp đi. Con voi bực mình quá: tôi tưởng cậu định làm gì? Thực ra tớ bị mất cái quần tắm, tớ chỉ muốn xem là cậu có lấy nó không. Trong một vụ đám tàu, 10 người đàn ông và một cô gái bám vào một sợi dây thòng xuống từ một chiếc máy bay trực thăng cứu hộ. Tổ lái thông báo: một người phải buông tay, nếu không sợi dây sẽ đứt và tất cả sẽ chết. Ai sẽ là vật tế thần đây? Cuối cùng, cô gái kể cho cánh đàn ông nghe một câu chuyện thật cảm động về sự hy sinh. Cô kết luận rằng mình sẵn sàng hiến dâng cuộc sống để cứu họ. Rồi cô hô to: hy sinh cao đẹp là bất tử. Cô gái chưa dứt lời, cả đám đàn ông đều vỗ tay để hoan hô. Mặc dù rất say xỉn, nhưng vẫn cố băng bó vết thương. Một bợm nhậu trên đường đi về nhà thì bị ngã. Tới nhà, khi thay quần áo, liếc nhìn trong gương thấy có vết thương. Bợm ta cố gắng băng bó và sát trùng cẩn thận. Khi đặt lưng xuống giường, cô vợ vẫn ngủ say. Anh ta yên chí là đã qua mặt được sư tử Hà Đông rồi. Đến sáng, bừng tỉnh vì tiếng chu chéo của vợ, anh bợm hỏi một cách tỉnh queo: có chuyện gì thế? Tối qua lại say xỉn phải không? Đâu có. Thế ai bôi thuốc đỏ, dán bông băng đầy cái tủ gương đây?